vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, sĩ Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin sau đây cho hay, Đài truyền hình SBTN tham dự buổi lễ Những tiếng nói cho công lý do Human Rights Watch tổ chức. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, 11 tháng 11 năm 2014, phái đoàn SBTN đã có mặt tham dự buổi lễ Voices for Justice, Những tiếng nói cho công lý, được tổ chức theo dõi nhân quyền. Thưa quý vị, Human Rights Watch, tức là HRW, tổ chức hàng năm nhằm vinh danh các nhà tranh đấu cho nhân quyền khắp nơi trên thế giới. Giải thưởng Helmut Hammett dành cho hàng năm được Human Rights Watch trao cho các nhân sĩ quốc tế để vinh danh công lao của họ trong việc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và lòng can đảm phi thường khi phải đối mặt thường xuyên với các thế lực cầm quyền độc đoán. Bắt đầu từ năm 1989 cho tới nay, đã có hàng trăm nhà hoạt động được nhận giải thưởng cao quý này, trong đó bao gồm một số nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam. Cũng tại buổi lễ Voices for Justice, blogger Điếu Cày đã có mặt để nhận lại giải thưởng Helmut Hammett do Human Rights Watch đã trao cho ông vào năm 2009, khi mà ông còn đang trong chốn lao tù. Bà Vicky Riskin là chủ tịch ủy ban Helmut Hammett đang có mặt, cũng để trao tận tay cho blogger Điếu Cày giải thưởng này. Thưa quý vị, Đài truyền hình SBTN rất vinh dự được cùng sát cánh với Human Rights Watch nhiều năm qua trong nỗ lực đem thực trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam ra ánh sáng quốc tế và tiếp tục đấu tranh cho những tiếng nói công lý tại Việt Nam. SBTN cũng đóng góp trong các bản báo cáo phúc trình hàng năm của HRW về thực trạng nhân quyền Việt Nam và những vấn nạn đang tồn tại. Điển hình là bản phúc trình dài 23 trang với tiêu đề Những vụ tử vong khi bị tạm giam, tạm giữ và vấn nạn công an bạo hành ở Việt Nam, đưa ra một số trường hợp điển hình về nạn bạo hành của công an dẫn tới tử vong hoặc chấn thương nặng cho những người bị giam giữ, tính từ tháng 8 năm 2010 cho tới tháng 7 năm 2014. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ San Jose, nhóm phóng viên Phương Thúy và Thái Phạm tường trình chiều thơ nhạc để vinh danh Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tổ chức tại San Jose. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2014, Phương Thúy thì đang có mặt tại trường YB High School thuộc thành phố San Jose để gửi đến quý vị một vài hình ảnh về chiều thơ nhạc để vinh danh Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị do một số thân hữu thành phố San Jose tổ chức. Thánh Giáo Hoàng đã dành cái ưu ái rất đặc biệt cho Giáo hội Việt Nam cũng như người Việt Nam của chúng ta, và cái niềm ưu ái đó tôi biết chắc chắn rằng ngày hiện tại bây giờ Ngài cũng cầu bầu cho người Việt, cho nước Việt chúng ta rất nhiều. Việc vinh danh Ngài là một điều rất là tự nhiên, và chúng bày tỏ cái tình quý mến cũng như là chân thành cảm ơn đối với vị Thánh Giáo Hoàng của chúng ta. Thi sĩ là một người viết kịch và một người viết văn, và chính Ngài là một cái nguồn cảm hứng cho giáo sư tiến sĩ Lê Đình Thông, và giáo sư tiến sĩ Lê Đình Thông đã dịch tất cả các bài thơ của Ngài ra và các nhạc sĩ đã căn cứ vào đó để viết thành nhạc. Và hôm nay chúng tôi có cái chương trình thơ nhạc để vinh danh Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo II. San Jose được tổ chức cái ngày vinh danh Đức Giáo Hoàng, đó là một cái điều rất hân hạnh cho dân chúng ở San Jose này, thung lũng hoa vàng này. Và chúng tôi là một cái người ở trong thành phố San Jose thì chúng tôi cũng được hưởng
cái vinh dự đó. Cho nên chúng tôi rất lấy làm hân hoan được tham dự buổi văn nghệ vinh danh Đức Giáo Hoàng hôm nay. Phương Thúy, tường trình từ San Jose, xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn Phương Thúy và Thái Phạm. Tiếp theo đây là phóng sự từ miền Nam California. Xin thưa quý vị, phóng viên Bích Châu ghi nhận là buổi lễ trao giải thưởng của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cho nhà đấu tranh điếu cày Nguyễn Văn Hải như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào lúc 6 giờ chiều giờ California ngày 11 tháng 11 năm 2014 tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles, ban giám đốc đài truyền hình SPTN cùng một số khách mời đã có mặt để cùng với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải nhận lãnh giải thưởng Holman Helmets từ tổ chức Human Rights Watch. Đây là một giải thưởng mà vào năm 2009, tổ chức Human Rights Watch đã trao tặng cho blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải khi còn bị tù tại Việt Nam. Giải thưởng Holman Helmets là một giải thưởng dành cho các ngòi bút can đảm, bất chấp đàn áp chính trị, để lên tiếng cho những bất công trong cuộc sống và những bất công đối với con người. Và thời gian này, khi hay tin blogger điếu cày đã có mặt tại Hoa Kỳ, đại diện tổ chức Human Rights Watch đã chính thức mời blogger điếu cày đến tham dự buổi lễ trao giải hàng năm, cũng như được tận tay trao giải thưởng Holman Helmets cho ông. Kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh quý giá vào buổi lễ ngày hôm qua. So I'm the communications director at Human Rights Watch, and I just wanted to say what a thrill it is to have you here with us. And I'm very happy that you were finally released from prison, but I'm so sorry that you've been forced to leave Vietnam. And I hope you get to go home very soon. Giờ hôm nay được trao giải thì tôi rất là vui mừng và hạnh phúc. So với là tôi và gia đình chúng tôi và đại diện cho anh em câu lạc bộ nhà báo tự do và các ngòi bút độc lập ở trong nước, đặc biệt là các bạn tù còn đang bị cầm tù ở trong các nhà giam, tôi thay mặt cho các bạn cảm ơn đến tổ chức nhân quyền và mong muốn rằng trong tương lai tổ chức nhân quyền quan tâm hơn nữa đến những cái ngòi bút độc lập ở Việt Nam và đặc biệt là các tù nhân lương tâm vẫn còn đang nằm trong các nhà tù của Cộng sản. Đó là một cái đất nước mà họ độc tài về truyền thông và chúng ta cần phải nỗ lực giúp đỡ những cái ngòi bút ở trong nước để phơi bày những cái sự thật về độc tài của Cộng sản ra ngoài đất nước cho cộng đồng quốc tế thấy và để cộng đồng quốc tế quan tâm hơn nữa đến cái tình hình tự do nhân quyền của Việt Nam. Tôi xin cảm ơn. Kế bên chúng tôi đây là anh Nguyễn Thanh Hà. Chị Quyên xin được hỏi anh là ngày hôm nay có mặt ngay tại nơi mà trao giải Holman Helmets cho blogger điếu cày thì cảm tưởng của anh chia sẻ cái niềm vui này tới anh điếu cày Nguyễn Văn Hải như thế nào thế? Thưa chị Diệu Quyên, thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cả một cái quá trình liên tục trong suốt chừng 5-6 năm nay, cộng đồng Việt Nam hải ngoại và đồng thời những người yêu dân chủ ở trên thế giới đã cùng sát cánh nhau để tranh đấu cho anh điếu cày từ trong nhà tù cho đến ngày hôm nay anh ra được đất tự do. Đây chỉ là một giai đoạn và tôi nghĩ rằng đó là một cái làm củng cố cái niềm tin cho những người ở trong cái lĩnh vực đấu tranh về nhân quyền và cho dân chủ Việt Nam là họ tự tin rằng những người kiên trì và quyết tâm đeo đuổi con đường dân chủ đó có một ngày những người yêu chuộng tự do trên thế giới họ sẽ biết đến và họ sẽ cùng sánh vai với mình để chia sẻ những cam go, những khó khăn đó biểu tượng là cho anh điếu cày và đồng thời cả cho dân tộc Việt Nam nữa. Chúng tôi rất là hãnh diện đã có được sự đóng góp về để tranh đấu cho anh điếu cày có ngày tự do như ngày hôm nay. Và khi anh điếu cày được đứng ở đây ở một cái buổi tiệc của Human Rights Watch như vậy, và Human Rights Watch cũng là một trong những cái tổ chức quốc tế đã tranh đấu cho anh điếu cày, thì cái sự cảm động nó vô cùng to lớn. Và hơn thế nữa là sự có mặt của anh điếu cày cũng chứng minh được rằng là tranh đấu cho những sự chính nghĩa, cho dân chủ, cho tự do, cho đất nước Việt Nam là một điều mà tất cả chúng ta đều có thể cùng đóng góp, giúp chung sức. Sự kiện blogger điếu cày có mặt và trực tiếp nhận giải thưởng Holman Helmets của tổ chức Human Rights Watch đã được kết thúc. Khi tất cả phái đoàn của ban giám đốc đài truyền hình SPTN cùng với các vị khách mời đã vào tham dự buổi lễ
trao giải thưởng hàng năm của tổ chức Human Rights Watch. Mà tại đây, chương trình cũng đã không quên trân trọng nhắc đến sự hiện diện và giải thưởng đã dành cho blogger Điếu Cày từ năm 2009. And I'm honored to acknowledge a very special guest in the audience tonight, Du Cai. He's a well-known blogger and free speech advocate. He was in prison for his work in 2008. And just 2 weeks ago, the Vietnamese government released him and deported him to the United States. Cũng xin nhắc đến là vào mỗi năm, Human Rights Watch đã trao tặng giải thưởng bảo vệ nhân quyền cho các nhà hoạt động trên khắp thế giới để thể hiện khả năng lãnh đạo và lòng dũng cảm trong việc bảo vệ quyền con người. Những người giành được giải thưởng sẽ hợp tác chặt chẽ với Human Rights Watch trong việc điều tra và phơi bày những vi phạm nhân quyền. Ít Châu tiền trình cho đài truyền hình SPTN. Xin cảm ơn thông tin viên Bích Châu. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Việt Nam. Sài Gòn tràn ngập người nhập cư vào nghề mại dâm vì túng thiếu mưu sinh. Mới đây, thưa quý vị, trong một phóng sự về tình hình đời sống khốn khó liên quan tới nạn mại dâm tại Sài Gòn, nhà báo Pháp Mathieu Proulx-Muller đã kể lại một ấn tượng lớn trên tờ 20 Minutes xuất bản ngày 12 tháng 7 năm 2013. Bản phóng sự của nhà báo Pháp Mathieu Proulx-Muller nhấn mạnh một tình trạng nghèo khó của đa số dân chúng, đặc biệt là dân nhập cư trong tình cảnh nhà nước không còn kiểm soát nổi nền kinh tế, cũng như là quan chức thì lo vơ vét nên người dân chỉ còn trông cậy vào những hoạt động riêng, thậm chí bất hợp pháp để tồn tại. Về mặt luật pháp thì mại dâm bị cấm tại Việt Nam, nhưng trên thực tế, giới chức cộng sản ở Sài Gòn thừa nhận là có khoảng 3.000 phụ nữ đang hành nghề mại dâm. Theo số liệu thống kê mới đây, có gần 4.600 người hành nghề mại dâm trong tổng số hơn 7.500.000 người dân. Song theo một số nhà nghiên cứu thì con số người hành nghề mại dâm nói trên thấp hơn nhiều so với thực tế. Con số chính xác có thể phải là 11.000 người. Những người này có thể hành nghề không thường xuyên tại các quán karaoke, các quầy bar trên đường phố hay thậm chí là các khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Cũng bàn về tình trạng hoạt động mại dâm tại Việt Nam đang tăng mạnh bất chấp việc bị cấm, nhà báo Rémi Favre lên trên tạp chí La Croix dẫn một nghiên cứu do Liên minh chống buôn người thực hiện cho hay. 54% người bán dâm tại Sài Gòn tham gia hoạt động này với mục đích kiếm tiền thêm. Thưa quý vị, ông George cho biết là đơn giản là khi có những thứ vật chất đó thì họ mới được xã hội nhìn nhận. Tờ báo trên đường vào Việt Nam đã bị kiểm duyệt nặng nề, đặc biệt là phần mô tả những người phụ nữ nghèo khó quyết đưa chân vào nghề mại dâm vì không còn đường sinh sống nào khác. Nói về những con người này thì bài phóng sự nhấn mạnh vào hình ảnh của những người phụ nữ tiếp khách ngay trên tấm chiếu trải ở vỉa hè để lấy số tiền chỉ có 60.000 đồng, tức là khoảng 3 Mỹ Kim. Họ không phải là những người hành nghề theo một đường dây nào, họ thường là những người đã kết hôn. Những đứa con của họ đôi khi cũng ở trên vỉa hè khi mẹ làm việc. Ông Vincent Trias, điều phối viên của Trung tâm Chống Mại Dâm MDM nói rằng, cũng theo ông Vincent thì mỗi năm vẫn có hàng trăm ngàn người từ nông thôn tìm lên Sài Gòn để tìm việc làm. Dù phát triển mạnh mẽ, những thành phố vẫn không thể đáp ứng được lực lượng lao động này và do đó nhiều người đã bị đẩy đến hoàn cảnh tồi tệ nhất. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi một lần nữa xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị phần tin thế giới và trong đó có tin liên quan về việc Tổng thống Barack Obama tới Miến Điện. Mời quý vị cùng theo dõi sau phần thông tin thương mại của đài.